Năm 1987, khi còn đang là sinh viên tại Nhạc viện Berlin, một bước ngoặt lớn đã xảy đến trên con đường hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ Đặng Ngọc Long. Anh là người Việt Nam đầu tiên được cử đi tham dự cuộc thi guitar quốc tế Villa Lobos tại Hungary và đã đoạt được giải đặc biệt của cuộc thi. Hai lần liên tiếp, anh được mời làm thành viên ban giám khảo cho những cuộc thi guitar quốc tế và âm nhạc thanh niên tại Berlin. Năm 1994, trường âm nhạc Berner đã tổ chức cuộc thi guitar mang tên Đặng Ngọc Long. Anh đã tham dự rất nhiều cuộc biểu diễn nghệ thuật tại Đức và trong các tác phẩm của anh, người ta dễ dàng nhận thấy tính hiện đại được kết hợp một cách tinh tế với chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Báo Bưu điện Berlin buổi sáng viết, khán giả hoan nghênh nhiệt liệt nghệ sĩ guitar Việt Nam Đặng Ngọc Long qua các tác phẩm do chính anh sáng tác và biên soạn. Nghe anh trình tấu, người ta cảm thấy như đang sống trên quê hương Việt Nam của anh.